Kim Tử Long bị đánh ở hội chợ vì bảo vệ cho Hồng Loan. Tôi làm vậy có gì sai? Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho biết lần đầu tiên trong đời anh bị một người la lối chỉ tay vào mặt và đòi đánh khi đi diễn. Thời gian trước đó, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long gây chú ý khi xuất hiện trên sóng livestream để trò chuyện, bàn luận về câu chuyện gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nam tài tử thẳng thắn chia sẻ, gia tài đó vẫn là của Hồng Loan, tôi không hề nói tại sao Hồng Loan không chia cho Hồng Phượng hoặc tại sao mọi người lại nói thế này thế nọ đâu. Tôi không nói vậy, tội nghiệp tôi quá. Căn nhà gia tài trên pháp lý vẫn là của Hồng Loan, không ai có quyền vào đây để lật ngược thế cờ được hết. Mọi người ơi, chuyện đã vậy rồi, mọi thứ là của Hồng Loan, cho ở hay không là quyền của Hồng Loan. Chúng ta chỉ nên giúp gia đình họ đoàn kết hòa thuận lại để anh Năm ở nơi suối vàng được vui. Mặc dù không ngần ngại lên tiếng bảo vệ Hồng Loan, song Kim Tử Long vẫn mong muốn mọi việc sẽ được giải quyết trên tinh thần dĩ hòa vi quý, không để chữ tiền làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tôi chỉ nói sự thật, mọi người thôi bỏ qua hết đi, để gia đình người ta ngồi lại với nhau. Không nhồi ra sáo thịt nữa, tôi chưa bênh ai hết, tôi chỉ muốn chúng ta hãy gắn kết với nhau để họ trở thành một gia đình. Chứ tôi không bênh ai, bỏ ai, tôi vẫn luôn nói đến giờ phút này mọi người vẫn bình tâm lại để gia đình được hòa thuận với nhau. Kim Tử Long chia sẻ. Tuy nhiên mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long khiến nhiều khán giả xôn xao khi tiết lộ việc bị dọa đánh lúc đi diễn vào hội chợ ngày 5 tháng 12. Cụ thể, khi chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho biết, sự cố này khiến anh cảm thấy bức xúc và tổn thương. Theo đó, khi đang biểu diễn thì một người đàn ông lạ đã xuất hiện và yêu cầu nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ngừng biểu diễn. Người đàn ông này có dấu hiệu say xỉn và tự nhận mình là người của sở thông tin truyền thông. Phía nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã có thiện chí trao đổi, mong muốn được xem giấy tờ, nếu đúng sẽ tuân thủ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã liên tục hét lớn, thậm chí còn chỉ tay vào mặt và buông lời dọa đánh nam nghệ sĩ. Khi tôi nói rằng người này không phải là người của sở hay có chức quyền gì để yêu cầu tắt nhạc rồi đập bàn ghế như vậy, người này chỉ tay vào mặt tôi, đòi đánh tôi, thậm chí còn xưng hô mày tao, chửi mắng tôi. Khi thấy người này có thái độ bạo lực, tôi nhịn rồi bỏ vào trong để không gây ồn ào. Lát sau, lực lượng chức năng đến và làm việc với người này. Sau đó mới biết ông này là trưởng đoàn lô tô hát trong hội chợ. Nam nghệ sĩ cho hay, theo Kim Tử Long, trong suốt mấy chục năm làm nghề, đây là lần đầu anh gặp phải trường hợp như vậy. Anh nghĩ chỉ muốn phục vụ khán giả chứ không muốn gây ồn ào. Vì thế anh không hài lòng trước thái độ và cách ứng xử của người này. Kim Tử Long cho biết anh chia sẻ sự việc với hy vọng sẽ không còn gặp phải trường hợp tương tự. Kim Tử Long còn mong cơ quan chức năng và ban tổ chức hội chợ có hình thức xử lý người này thích đáng. Những nghệ sĩ như chúng tôi chỉ mong được phục vụ khán giả, mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người. Nhưng để xảy ra sự việc như vậy, không chỉ tôi mà mọi người đều bị ảnh hưởng. Anh nói thêm. Chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Nhiều khán giả và người hâm mộ đã gửi lời động viên đến nam nghệ sĩ vì sự cố bất ngờ này. Là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long thường xuyên biểu diễn tại các sân khấu hội chợ để phục vụ khán giả miền Tây. Việc xảy ra những sự cố như vậy cũng là điều các nghệ sĩ khi đi biểu diễn tại hội chợ đôi lúc. Chị Ni bức xúc chửi thẳng mặt mẹ con cô Sáu giữa phiên thẩm định nhà, mẹ con bà là đồ ăn cướp. Ngày 5 tháng 12, đại diện Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng chức năng tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ lần 2 theo yêu cầu phản tố của bà Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Đây là địa chỉ nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Cơ quan chức năng cũng đã mời cả mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng, em gái và cháu gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến đối chất. Kết thúc buổi thẩm định, mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng đã tiến hành rời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Diễn biến cuộc đối chất vô cùng căng thẳng khi cơ quan chức năng hỏi cơ sở nào mà mẹ con bà Hồng Nhung lại đòi hưởng tài sản trong khi Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ và đã được ưu tiên thừa kế theo luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hồng Phượng lập tức đáp, vì cậu Năm yêu thương tôi nên cậu mất hiển nhiên phải để tài sản cho tôi, còn Loan chỉ là đứa con nuôi đầu đường xó chợ cậu nhặt về, có quyền gì mà ngồi đây nói chuyện tài sản, tôi cho nó ở trong nhà là may lắm rồi, sau nó có quyền đòi hỏi. Vừa nói đến đây, Hồng Loan bật khóc, còn chị Ni lập tức lên tiếng chửi thẳng mặt Hồng Phượng và cô Sáu, cho rằng mẹ con cô Sáu là quân ăn cướp, chỉ có ăn cướp mới làm điều trắng trợn và nói những lời khó nghe như vậy. Người có đầu óc bình thường và có chút lương tâm, không ai làm điều mất đạo đức như vậy cả. Khi được cho là người ngoài không có quyền can thiệp vào gia đình Hồng Loan, chị Ni đanh thép đưa ra giấy ủy quyền, mình là người đại diện hợp pháp của Hồng Loan, đã có xác nhận của cơ quan tư pháp.
mọi diễn biến căng thẳng, khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc giữ trật tự để phiên làm việc tiếp tục được thuận lợi. Bên ngoài địa điểm, rất đông người dân, YouTuber có mặt, khiến lực lượng chức năng phải ra sức đảm bảo trật tự an ninh. Theo như những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã hô sao kê khi thấy em gái và cháu gái ông Hoàng Cải Lương xuất hiện. Cả hai sau đó cũng đã có phản ứng lạ khi giơ cao cả hai tay, vẫy chào tất cả người xung quanh. Nhiều người còn hò reo, hô to, ăn cướp, khiến nhiều người đi đường cũng cười nghiêng ngả. Tại cuộc gặp gỡ báo chí, luật sư của Hồng Loan, bà Nguyễn Tuyết Ngọc cho biết, Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ tranh chấp về thừa kế, giải quyết sơ thẩm theo thông báo số 440 năm 2023, ngày 5 tháng 6 năm 2023. Hiện nay vụ án vẫn đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tòa án và các bên liên quan vẫn đang giải quyết các việc theo quy định pháp luật. Cũng trong buổi gặp mặt, phía luật sư của Hồng Loan cũng tiết lộ về diễn biến mới của vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Theo đó, bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã sửa đổi bổ sung yêu cầu khởi kiện. Cụ thể, bà Hồng Nhung rút yêu cầu hủy cập nhật phần biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8788 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 98 về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan không rõ ngày tháng. Bà Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện gồm hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan, chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn đang chuẩn bị được xét xử, tòa án và các bên liên quan đang giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo diễn biến mới nhất, bà Võ Thị Hồng Nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện gồm hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy khai sinh, hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan đến bà Hồng Loan. Bà đồng thời yêu cầu chia thêm di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, nghệ sĩ Tiểu Linh, em trai nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bị Hồng Phượng nói nhiều chuyện xen vào gia đình người khác, ca sĩ Nguyên Vũ đáp trả cực đanh thép. Mới đây, trước những lời chỉ trích mình là người nhiều chuyện, có thói đàn bà nên mới xen vào chuyện gia đình người khác, ca sĩ Nguyên Vũ đã đáp trả cực đanh thép với Hồng Phượng, khiến mẹ con Hồng Phượng một phen xấu hổ. Những người từ trước tới giờ không có liên quan gì tới gia đình người ta, mà người nào người nấy nhào vô, trưng cái mặt ra, rồi làm như ra vẻ anh hùng, chính nghĩa. Đối với những người đó, em xin tỏ thái độ là cười nha. Câu từ đã được sắp xếp lại gọn gàng cho cộng đồng mạng dễ hiểu. Nếu trích dẫn đầy đủ, sợ mọi người sẽ cười vì câu từ lộn xộn. Cười vì độc đoán trong cách suy nghĩ, cười vì sự độc tài khi đưa ra kết luận theo suy nghĩ của mình. Rồi cười dữ chưa em, cười đã chưa em, cười kiểu nào vậy em? Em cười có phải vì em vui thực hay không? Hay là em đang cười gượng, cố cười để che mắt thiên hạ, để mọi người không nhận ra em đang buồn vì thất vọng, buồn cho số phận của em không biết tương lai sẽ như thế nào, buồn cho con đường ca hát của em đang dần bế tắc, buồn cho tương lai của con em, vì em mà trở nên mù mịt, buồn vì không đủ tư cách tranh giành với Hồng Loan. Đâu phải chỉ có em buồn, mà lúc này Hồng Loan và khán giả ái mộ cậu em cũng đang buồn, không phải buồn vì em đâu. Họ buồn vì hương hồn của cậu đến nay vẫn chưa siêu thoát, do những đơn kiện vô lý không bằng chứng của mẹ em, do những đoạn ghi âm bẩn bựa, những bài viết nhục mạ Hồng Loan, và nhất là những status xúc phạm đến giới tính danh dự của cậu em. Khi đọc những status đó, khi nghe những đoạn ghi âm đó, em có cười được không em? Không nha em. Kẻ tung clip ghi âm có thể cười vì tự mãn, kẻ viết bài thuê có thể cười vì làm tròn nhiệm vụ, cái đích ảo chửi người có thể cười vì đắc thắng, nhưng với em tuyệt đối không được cười. Chẳng những không được cười, mà em cũng không được im lặng. Em không được quyền dửng dưng khi danh dự của cậu đang bị chính những người không liên quan tới gia đình em hủy hoại một cách nhẫn tâm và tàn nhẫn. Em không được im lặng bởi vì em đã từng tuyên bố là muốn bảo vệ danh dự cho cậu. Ngay lúc này, cộng đồng mạng muốn em chứng minh những gì em đã từng tuyên bố là sự thật. Thời gian vừa qua em đã nói rất nhiều, em đã nói liên tục, em bất chấp đúng sai, nói không cần lý lẽ, nói ngang, nói càng, nói bừa nói bậy, nói cho hạ cái dạ, nói cho đã cái nết, nói cho hết cái nư, càng nói càng sai, càng nói càng chứng minh việc cộng đồng mạng lên tiếng bảo vệ Hồng Loan là hoàn toàn đúng. Ngày 7 tháng 3, trong đám tang của cậu, em đã nói về thân phận của Hồng Loan. Ngày 16 tháng 6 trong buổi họp báo, em đã nói một cách mập mờ về số tiền phúng điếu. Sau đó em nói trên livestream việc sao kê là vô lý, rồi em còn nói lúc cậu còn sống, không ai dám đụng đến gia đình em. Vậy bây giờ cậu đã mất, tại sao gia đình em lại im lặng để cho người ta mặc tình, xúc phạm danh dự của cậu? Làm sao em có thể cười được trong lúc này?
khi hình ảnh của cậu đang từng ngày bị kẻ tâm thần đem ra bêu rếu khắp thiên hạ, làm sao khán giả ái mộ cậu không đau lòng cho được. Khi những đoạn ghi âm lén được một kẻ biến thái dùng làm vũ khí để tấn công những anh em đồng nghiệp đã từng gắn bó với cậu. Người có thể cười trong lúc này chính là cậu của em, nhưng nụ cười của cậu không phải là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện. Cậu em đang cười nhưng cười trong nước mắt, cười trong đau khổ, cười vì ân hận vì những hy sinh nửa đời của cậu đã dành cho những người không xứng đáng. Nếu trong lòng thực sự vui thì hãy cười, nếu cười để khỏa lấp những lo lắng, cười trong sự phập phồng lo sợ, cười để trấn an đồng bọn. Chi bằng em đừng cười, trong lòng sẽ thoải mái hơn, em hãy sống thật với bản thân, hãy chứng minh bằng hành động là em thực sự thương cậu, hãy dựa vào luật thừa kế đã ban hành, dựa vào lý lẽ hợp lý, dựa vào bằng chứng có giá trị pháp lý để chứng minh việc em chiếm hữu tài sản và thân phận của Hồng Loan là hoàn toàn đúng. Nếu làm được những điều này, thì em tha hồ mà cười, cười bằng cái giọng cười ghê rợn của ai đó trong ngày thu gom kho báu. Đúng sai, phải trái hãy để cho pháp luật và những người có trách nhiệm quyết định. Nói những gì cần nói, làm những gì cần làm. Được như vậy, quý cộng đồng mạng sẽ khỏi phải mắc cười, cười mỉa mai khi phải chứng kiến những điều chứng tài gài mắt.